Vâng, như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Anh Gia Lai ở phút thứ 39. Cuối cùng thì Travovas ở cơ hội tiếp theo của mình đã không còn bỏ lỡ trước cầu môn của Đinh Xuân Việt. Trong 3 trận đấu diễn ra cùng giờ thì Anh Gia Lai là đội mở tỷ số cuối cùng. Và cả 3 cặp đấu thì ưu thế dẫn bàn đều đang thuộc về các đội chủ nhà, đó là Bình Dương, là SHB Đà Nẵng và bây giờ là Hoàng Anh Gia Lai. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Cú dứt điểm lòng trọng chân phải đã đưa bóng về phía góc xa khung thành và lần này thì Đinh Xuân Việt đã hoàn toàn bị đánh bại. Lẽ ra Travovas đã có thể mở tỷ số sớm hơn rất nhiều từ giữa hiệp 1.